Làm sao đấy để đoàn viên thấm nhuần được cái tư tưởng này, chứ không khéo lại biến thành cái hình thức, rồi lại tổ chức các cái hình thức có tính chất là lách luật, đúng không? Trong một số những cuộc thi của chúng ta có đấy, ta dùng một cái tài khoản nhưng mà xung quanh ấy, có một đội ngũ tư vấn hùng hậu khoảng chục người, người ngày thi xong đến người khác, không biết là tôi nói như thế này có vẻ đường như hươu chạy không? Nhưng mà không nên. Thực ra chúng tôi cũng đã lường trước những tình huống này rồi. Tuy nhiên anh em cũng đánh giá là kể cả trong tình huống đấy thì cái đội ngũ tư vấn đấy cũng phải đọc rồi, và điều đấy chúng ta ở góc độ nào đó chúng ta cũng cơ bản đã đạt được. Nhưng rất mong các đồng chí, chúng ta thi kiểm tra ở đây là để kiểm tra xem thử cái nhận thức và cái kiến thức của mình đã đầy đủ hay chưa, chứ không phải là một cuộc thi có tính chất thành tích. Vì vậy quá trình triển khai của chúng ta cho nó tốt, cho nó đạt được cái hiệu quả mà mình đặt ra, mục tiêu mà mình đặt ra. Vấn đề thứ ba là trên cơ sở nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đoàn, thì đề nghị các tỉnh thành đoàn cụ thể hóa xây dựng chương trình kế hoạch hành động của địa phương đơn vị, bổ sung những nội dung giải pháp từ nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc trong chương trình công tác năm của đơn vị. Và tinh thần là chương trình nó phải có tính hành động, phải rõ ràng, phải bám sát những quan điểm nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc, nhưng nó cũng phải phù hợp với tình hình ở địa phương đơn vị của mình, tránh cái tình trạng sao chép. Tình trạng sao chép nó có hai tình trạng. Một là gì? Có những đơn vị thì sao chép y nguyên như cái chương trình hành động của trung ương đoàn, nhưng lại cũng có những cái trường hợp là gì, lại sáng tạo quá, sáng tạo đến mức xa rời luôn cả cái chương trình hành động và những chủ trương lớn của trung ương đoàn. Tôi nhớ ở nhiệm kỳ trước nữa khi chúng ta đang triển khai năm xung kích bốn đồng hành, thời đấy là chúng ta cũng có một cái quan điểm rằng là tạo ra một cái khoảng để cơ sở sáng tạo, thì có tỉnh đoàn đã làm năm xung kích 12 đồng hành. Tôi nghiên cứu rất là kỹ vì lúc đấy tôi là đang làm phó văn phòng trung ương đoàn, thì nhiệm vụ của tôi lúc đó phải nghiên cứu tất cả các dự thảo nghị quyết văn kiện của các tỉnh để góp ý tham mưu cho đồng chí tránh văn phòng. Đọc mình nghiên cứu rất kỹ thì bản chất 12 cái đồng hành đấy nó cũng là bốn đồng hành, nhưng mà mình tách ra như thế đâm ra ở dưới khi người ta thì nhiễu loạn. Rồi nhân dịp này thì cũng nói luôn cái là chúng ta hay xây dựng chỉ tiêu á, chuyện này bây giờ vẫn còn gặp. Chỉ tiêu của chúng ta về mặt nguyên tắc các đồng chí có quyền là không đưa chỉ tiêu của trung ương vào chỉ tiêu của tỉnh mình, vì cái đại hội cấp tỉnh ấy, suy ra cho cùng nó là cơ quan cao nhất ở cái cấp đấy. Thế nhưng mà nếu không đưa vào mà chúng ta chỉ đưa nó vào với tư cách là những giải pháp trong văn kiện của mình ấy, thì đến khi triển khai thực hiện mình rất khó. Vì ở trên trung ương người ta cứ thống kê theo các chỉ tiêu đấy, nhưng ở dưới vì mình không đưa vào hệ thống chỉ tiêu mà chỉ đưa vào các giải pháp rất khó. Chỗ này cũng cần phải lưu ý. Vấn đề thứ tư, đại hội đoàn toàn quốc của chúng ta đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đó là triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo, và vấn đề thứ ba là nâng cao năng lực số. Khi chúng ta xác định 3 cái nhiệm vụ đột phá thì đương nhiên nó là những nhiệm vụ mà rất là quan trọng trong cái giai đoạn 5 năm sắp tới. Và để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đột phá đó thì tôi đề nghị các cấp bộ đoàn cần tập trung thực hiện đồng bộ theo 3 quan điểm. Thứ nhất là mỗi cán bộ đoàn, mỗi cấp bộ đoàn cần nhận thức rõ và thông suốt tư tưởng để tập trung cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong xây dựng và triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Thứ hai là phải triển khai đồng bộ cả 3 nhiệm vụ đột phá trên tất cả các mặt công tác. Và thứ ba là xây dựng các chương trình hành động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương chính sách giúp chúng ta thực hiện hiệu quả 3 cái nhiệm vụ đó. Tức là chúng ta đã xác định nó là 3 nội dung đột phá thì cần phải có những nhóm giải pháp tập trung cho nó. Thế tôi thấy chúng ta đưa vào nhiệm vụ mang tính đột phá nhưng rồi giải pháp thì lại xa rời, nó không được. Về công tác cán bộ đoàn, sáng nay anh Lâm cũng đã nói rồi, một số những giải pháp chúng ta đã nêu rõ ở trong văn kiện. Chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì thực hiện cái giải pháp 1+2, tức là cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh phải đi cơ sở. Hiện nay ban tổ chức đang hướng dẫn, ban bí thư đã bàn có một bước rồi, chắc là tuần sau sẽ ban hành thôi. Tinh thần chung ấy là chúng ta vẫn đảm bảo là mỗi cán bộ đoàn cấp tỉnh, cán bộ đoàn đấy cứ theo quy chế cán bộ đoàn mà phiên ra thôi,
Đó, những đồng chí không trực tiếp tiếp làm công tác phong trào thì thôi. Các đồng chí khác thuộc đối tượng là cán bộ đoàn ấy, thì phải một năm phải có 60 ngày đi cơ sở. Nhưng nhiệm kỳ này chúng ta có cái hướng dẫn nó khác nhiệm kỳ trước một chút. Đó là 60 ngày ấy, nhiệm kỳ trước là chúng ta không phải loại nào đi cơ sở, loại công việc nào đi cơ sở chúng ta cũng thừa nhận cả. Thế thì nhiệm kỳ này cứ đi cơ sở là thừa nhận hết. Cán bộ cấp tỉnh, cấp trung ương nếu đi giữ hoạt động ở dưới cũng tính, đúng không? Đi kiểm tra giám sát thì đương nhiên rồi, đi làm việc với ban chấp hành ở dưới thì đương nhiên rồi, đúng không? Đi làm việc chuyên đề thì đương nhiên rồi, nhưng mà lần này đi dự hoạt động, mình hay gọi nói đùa với nhau gọi là đi xuống dưới ngồi vỗ tay ấy, vẫn thừa nhận. Nhưng mỗi năm như vậy anh phải ít nhất đi tham gia hai đợt liên tục, cùng ăn cùng ở cùng làm với cơ sở dưới ấy. Ít nhất là 5 ngày, nhiều nhất là 7 ngày. Thế còn tất cả những cái ngày khác được phép cộng. Còn nhiệm kỳ trước chúng ta hơi khắc nghiệt với nhau, và trong quá trình chúng ta tổng hợp ấy, nó hơi vất vả và hơi khó. Thế bảo cái hoạt động này chúng em ngồi xuống cái dự hoạt động vỗ tay không được tính, vân vân, đúng không? Thôi lần này để dễ tính, cứ 60 ngày là được. Nhưng trong đó dứt khoát là phải có 2 đợt đi công tác. Một số những vấn đề khó khăn nếu như chúng ta không quyết tâm, như anh Lâm đã báo cáo ấy, vì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái điều phối công việc ở cơ quan chuyên trách cấp tỉnh và cấp trung ương. Những cái được là gì? Cấp cơ sở của chúng ta có người tăng cường, có người có kiến thức, đúng không? Để hướng dẫn, để phụ giúp anh em ở dưới. Và đặc biệt là cán bộ cấp tỉnh, cấp trung ương thì có kiến thức thực tiễn để đào tạo cán bộ. Cho nên cái này chúng ta cần phải kiên trì làm. Thế rồi trong nhiệm kỳ này chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ban hành cái đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn 2023-2027. Trong cái đề án này chắc chắn sẽ có nhiều việc liên quan đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp. Nhóm nội dung đột phá thứ hai là khởi nghiệp sáng tạo, thì cần tập trung nâng cao nhận thức của đoàn viên về khởi nghiệp. Trong những năm vừa qua, với sự tham gia tích cực của các cấp bộ đoàn, chúng ta thấy rằng là nhận thức của đoàn viên phải nói là có sự nâng lên. Ở đây chúng ta đang nói về chuyện khởi nghiệp ấy. Trước đây trong suy nghĩ của đoàn viên thanh niên của ta, cơ bản là đầu tư cho chuyện học hành một cách rất là nghiêm túc. Nhưng học xong rồi về thì chỉ là đi làm thuê thôi. Nhưng thời gian gần đây cái số lượng thanh niên mà tự về, tự làm, tự khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiều hơn nhiều. Và điều đó là tín hiệu tốt. Thế nhưng là trong này chúng ta vừa khuyến khích anh em và tạo ra môi trường, xây dựng các hệ sinh thái để anh em vừa khởi nghiệp, vừa lập nghiệp, nhưng mà trong đó chú trọng đến cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái chỗ này chúng ta đã làm quen rồi, nhưng cần phải xem nó là một khâu đột phá. Và vì xem nó là khâu đột phá thì chúng ta cần phải có những cái mô hình giải pháp cho nó phù hợp, đầu tư cho nó xứng đáng. Hiện nay Trung ương đoàn đã